Chào và các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là một hộp bút và hôm nay mẹ mình mới mua cho mình. Đây là hộp bút Doraemon, đây là hộp bút màu 10 màu sáp. Ở đây không độc hại đâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Wow! Ở trong hộp này có rất là nhiều màu như thế này. Màu hồng nhạt, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu tím, màu nâu và màu đen. Đây là các loại màu mà mình rất là thích. Các bạn biết vì sao mà em mình lại mua cho mình hộp màu Doraemon này không? Vì hộp màu Doraemon này là một sáp, nó sẽ đậm hơn và đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ vẽ để cho các bạn xem nhé. Thế là nó đẹp rồi, mình sẽ vẽ được kia, mình sẽ vẽ ở mặt trời, vẽ ở mặt trời luôn, vẽ kia nắng. Ông mặt trời trước. Đấy. Rất là đẹp. Các bạn. Bộ màu của ông mặt trời thì nó là màu vàng. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Có cái màu này thì nó sẽ ở trong chỗ trắng mắt thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, rất là đẹp. Có đẹp không? Đây là chỗ này thì rất là đẹp. Đấy. Mình sẽ lấy một đạo để tô cho phần kẻ là của bút màu chì. Bút chì. Đấy, nhưng mà chị nó cũng không đẹp lắm, mình sẽ vẽ thêm từ bạn trái và nó xinh đẹp. Đây thì mình sẽ vẽ. Cái tay như thế nào?
đang cầm cái ô. Thì trời hôm nay là nắng to quá, bạn đã rất là thích đi ra ngoài. Đây là bạn đã được ra ô. Bởi vì con biết vẽ ô như thế nào cho nó đẹp nên là mình vẽ ô như thế này. Thế là ngồi được với cái ô. Rất là nắng, bạn đấy được mặc đó mát hơn. Đấy thế bạn đấy phải đeo găng tay luôn. Màu xanh cho phần ô. Đấy, các bạn thấy có đẹp không? Màu xanh cho vườn ô thì nhà mình cũng có ô màu xanh nên là nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ lấy màu vàng tô cho phần tóc. Tôi nhắn cho bạn đấy, mẹ bạn đấy sẽ bảo bạn đấy cắt tóc ngắn đi đấy. Nhưng nghe lời bạn. Bây giờ bạn đấy nặng quá, bạn đấy phải chạy ô. Và bạn đấy rất là đẹp. Các bạn ơi, trời nắng thì các bạn đừng có bao giờ mà đi lấy. Bảo, mẹ bảo là ôi, con ơi, ra đây nè bà. Con giờ mẹ bảo là gì ra. Bà đi cắt tóc không? Bà nào háo đi á, mẹ đi đi luôn. Mẹ bảo là, rồi bảo luôn con đi và về trời nắng con trang trên nóng. Đấy các bạn ạ. Các bạn có thấy đẹp không? Thì rất là đẹp. Trang giấy là màu nâu. Rất đẹp. Đấy. Cuối cùng đã ra giày mặt đỏ. Mình đã giới thiệu với các bạn đây màu bút chì sáp nhé. Và mình đã vẽ một bức tranh. Vẽ lên bức tranh và tô xem màu có đậm không. Màu này rất là đậm đẹp luôn nhé các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và một chia sẻ. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn các bạn vào clip sau. Chào các bạn.